Sau tuyên bố không mua nhà cho, con gái Vũ Linh còn thẳng tay làm điều này với cháu gái của ba mình. Ít giờ trước trên trang cá nhân, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hồng Loan đã đăng tải bài viết khá thẳng thắn về chuyện tiền quyên góp cho ba mình. Cô viết, Loan xin phép được thông báo đến các cô chú bác anh chị khán giả của ba đã từng quyên góp cho việc xây mộ và quyên góp trong các thất của ba. Xin gửi các thông tin mà các khán giả đã chuyển khoản cho. Bác T, Hồng Phượng, cô Hồng Nhung, chị KN và NLH, chồng Hồng Phượng và cả vợ chồng anh X, con nuôi của ba nếu có. Xin gửi gấp về các thông tin ấy để Loan nhờ đến chính quyền vào cuộc, để Loan có thể lấy lại danh dự cho ba và để ba được an lòng. Nhờ mọi người chia sẻ mạnh giúp em xin cảm ơn rất nhiều. Như vậy, sau khi yêu cầu phía Hồng Phượng sao kê, thì Hồng Loan đã có động thái cứng rắn hơn. Con gái của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng quyết định nhờ chính quyền vào cuộc, làm rõ chuyện tiền bạc và lấy lại danh dự cho ba mình. Trước đó cô từng nhấn mạnh, sao kê rõ ràng là được, những chuyện khác không cần thiết. Hiện tại dư luận lẫn báo chí và truyền thông đều hướng chú ý về câu chuyện của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cả Hồng Phượng và Hồng Loan đều tổ chức họp báo để nói những lý lẽ của bản thân. Công chúng có phần nghiêng về Hồng Loan nhiều hơn, còn Hồng Phượng đang bị làn sóng tẩy chay khá dữ dội.